Vâng thưa quý vị, và từ đầu tháng 11 đến nay, nông dân trồng cà phê tại khu vực Tây Nguyên đã bắt đầu bước vào vụ thu hoạch nên vụ 2023-2024. Theo đó, thì giá cà phê nhân xô hiện giao động ở mức là 60.000 đồng một kg, cao hơn gần 1,5 lần so với cùng thời điểm năm 2022. Không chỉ được mùa, giá cà phê tăng cao khiến cho người dân hết sức phấn khởi. Tuy nhiên thì lại đang xảy ra tình trạng không ít người bán cà phê khi còn chưa chín. Báo Thanh Niên đã có bài viết để phản ánh về tình trạng này ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc cũng đã có văn bản chỉ đạo sở công thương tăng cường thanh tra kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi gian lận thương mại trong thu mua chế biến và tiêu thụ cà phê nắm bắt giá cả dự báo thông tin kịp thời tình hình diễn biến thị trường kết nối cung cầu xúc tiến tiêu thụ cà phê cơ quan công an xây dựng và triển khai phương án bảo vệ cà phê xử lý nghiêm các trường hợp trộm cắp cà phê và các đối tượng tự tổ chức giao dịch trung gian trái phép gây thiệt hại cho nông dân và doanh nghiệp Cơ quan lấy thị trường tăng cường kiểm tra giám sát các hoạt động thu mua tiêu thụ cà phê, ngăn chặn và xử lý những hành vi ép giá, ép cân để trục lợi. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắc cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo lập kế hoạch và tăng cường bảo vệ nghiêm ngặt diện tích cà phê đến kỳ thu hoạch, tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân không thu hái cà phê xanh, đảm bảo tỷ lệ cà phê chín khi hái đạt trên 85%, trường hợp tận thu cuối vụ tỷ lệ quả chín tối thiểu đạt 80%. Ủy ban nhân dân cấp huyện hướng dẫn người dân chuẩn bị phơi, máy sấy, phòng trường hợp thời điểm thu hoạch mưa kéo dài ảnh hưởng đến chất lượng của cà phê, có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp thu hái, mua bán cà phê non. Vâng thưa quý vị, dù chưa đảm bảo các điều kiện về môi trường đã hoạt động Vậy là hơn một năm nay, một trại chăn nuôi lợn thịt ở thôn 5 của xã Ngọc Quang, huyện Đắc Hà của tỉnh Con Tum đã liên tục để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường. Và điều đáng nói là không biết bằng cách nào mà chủ trại chăn nuôi này qua mặt được các cơ quan chức năng và chưa biết đến khi nào thì tình trạng ô nhiễm mới được khắc phục. Trại chăn nuôi lợn thịt của hộ kinh doanh Nguyễn Đức Thấn ở thôn 5 xã Ngọc Quang của huyện Đắc Hà, tỉnh Con Tum được xây dựng trên diện tích hơn 1,8 hecta với quy mô là 4.800 con lợn thịt một năm có mặt tại trại chăn nuôi, cả đại diện đảng ủy và ủy ban nhân dân xã Ngọc Quang đều tỏ ra rất bức xúc trước tình trạng ô nhiễm môi trường xảy ra ở đây. Thông tin có trên báo VOV. Ông Hoàng Văn Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Quang cho biết, tháng 4 năm 2023, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, chính quyền xã đã kiểm tra nhắc nhở. Theo ông Đạt, sau khi tiếp nhận được thông tin, thì Ủy ban Nhân dân xã cử cán bộ lãnh đạo trực tiếp xuống hiện trường để kiểm tra sự việc xảy ra và qua đó cũng đã mời đại diện chủ cơ sở trang trại lên làm việc và có sự cam kết khắc phục trong thời gian sớm nhất có thể. Sau hơn 7 tháng cam kết khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, theo Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Hoang, đến nay chủ trại chăn nuôi mới khắc phục được việc chất thải tràn ra rễ cao su và cà phê của người dân, còn sự cố bạt phủ hầm biogas chính sách chính bị rách thì vẫn chưa được khắc phục. Vâng thưa quý vị, và những ngày qua, nhiều người dân tại thôn 7 của xã Lộc Ngãi vẫn chưa hết bức xúc khi cuộc sống đã bị đảo lộn, khó khăn khi nước sinh hoạt đục ngầu. Điều đáng nói là theo người dân ở đây thì nguyên nhân của việc nước bị đục này là do việc khai thác quặng bao của công ty Nhôm Lân Đồng. Có mặt vâng. tại nhà người dân... Có mặt tại nhà người dân tại thôn 7, phóng viên báo dân Việt ghi nhận là nước sinh hoạt của người dân xả từ vòi ra có màu vàng, không thể sử dụng được. Nguồn nước này được người dân địa phương sử dụng ổn định nhiều năm qua từ giếng đào và giếng khoan. Theo ông Bế Văn Thắng, trưởng thôn 7 xã Lộc Ngãi, với khoảng 1.200 nhân khẩu trong thôn, những năm qua, nguồn nước sinh hoạt của người dân đều được sử dụng từ các giếng đào, giếng khoan. Thế nhưng khoảng một năm trở lại đây, có khoảng 80 hộ dân bị ô nhiễm nước sinh hoạt. Được biết, tại thôn 7 và thôn 2 xã Lộc Ngãi, hơn 250 hecta đất sản xuất của người dân được thu hồi để phục vụ dự án khai thác quạng bao xít của công ty nhôm Lâm Đồng. Hiện nay, công ty nhôm Lâm Đồng đang tiến hành khai thác quạng. Để khắc phục tình trạng nước sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng, công ty Nhôm Lâm Đồng đã đầu tư khoan 2 giếng khoan, mỗi giếng sâu 100m cung cấp nguồn nước cho người dân và hỗ trợ mỗi hộ dân bị ảnh hưởng 8 triệu đồng mua bồn nước lọc. Thế nhưng hiện tại một giếng cũng xuất hiện tình trạng nước đục, một giếng thì không đủ công suất cho người dân sử dụng. Công ty Nhôm Lâm Đồng đang tiến hành khoan thêm một giếng nữa để hỗ trợ nước sinh hoạt cho người dân. Thưa quý vị, mới đây phát biểu tại diễn đàn cấp cao thường niên về một sức khỏe phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người MSK giai đoạn 2021-2025, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến đã khẳng định khi đại dịch COVID-19 còn chưa hoàn toàn qua đi, ngày càng nhiều ý kiến lo ngại các đợt bùng phát dịch bệnh sẽ xảy ra nhiều hơn khi mà virus có thể lây từ động vật sang người sẽ dẫn tới một đại dịch khác thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng khẳng định là Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là một trong những quốc gia tiêu biểu trong công tác MSK, thực hiện những cam kết trong chương trình an ninh y tế toàn cầu, khẳng định sự quyết tâm và cam kết của chính phủ Việt Nam trong công tác phòng chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người. Theo báo theo báo Lao động, những bệnh dịch lây từ động vật sang người đã xuất hiện từ một thế kỷ trước nhưng vài thập kỷ gần đây bắt đầu trở nên phổ biến hơn. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã có những chứng minh khoa học cho thấy khoảng 70% bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi ở người có nguồn gốc từ động vật mà chủ yếu từ động vật hoang dã, có thể kể đến như dịch bệnh khác từng xảy ra do virus lây từ động vật sang người như S, Ebola, SARS, cúm da cầm. Khi có đại dịch xảy ra ở bất kỳ đâu, việc huy động phối hợp đa ngành, hợp tác đa phương là kim chỉ nam cho công tác phòng chống dịch bệnh. Do đó One Health, MSK là phương pháp tiếp cận tối ưu để đảm bảo an toàn cho hành tinh và sức khỏe của cộng đồng. Còn theo thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, một điểm chung là hầu hết các quốc gia đều áp dụng phương pháp tiếp cận toàn xã hội để kiểm soát dịch bởi vì dịch ảnh hưởng đến mọi mặt của xã hội cũng như cuộc sống của người dân nên một mình ngành y tế không thể kiểm soát được dịch việt nam cam kết thực hiện các nghĩa vụ quốc tế trong khuôn khổ chương trình an ninh y tế toàn cầu cam kết trong các hoạt động và lĩnh vực của khung đối tác msk về phòng chống bệnh dịch từ động vật lây sang người Quý vị Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu và bị tác động mạnh của nước biển dân. Song Việt Nam cũng là một trong 10 nước chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu và một trong 5 nước bị tác động mạnh của nước biển dân. Nhiều loài sinh vật biển đang được khai thác dưới nhiều hình thức vi pháp và dẫn tới giảm số lượng. Một số loài thì đã bị tuyệt chủng cục bộ và báo quốc tế cũng đã đưa tin có 236 loài sinh vật quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng, trong đó thì có hơn 70 loài sinh vật biển được liệt kê trong danh sách đỏ của Việt Nam. Dự trữ cá đã giảm từ 4 triệu tấn năm 1990 xuống còn dưới 3 triệu tấn hiện nay và góp phần kích hoạt nạn đánh bắt cá trái phép, không báo cáo và không theo quy định IUU. Nguồn cá có giá trị kinh tế cao đã giảm đáng kể, kích thước trung bình của đa dạng cá và loài cũng giảm. Bảo vệ đa dạng sinh học biển trở thành một nhiệm vụ cấp thiết. Việt Nam áp dụng phương thức quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo rất phổ biến tại nhiều nước trên thế giới. Phương thức quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo được một số cán bộ tâm huyết và đối tác quản lý môi trường biển của Đông Á PEMSI đưa vào Việt Nam từ những năm 1990 quản lý tổng hợp tài nguyên biển và hải đảo được hiểu là việc hoạch định và tổ chức thực hiện các chính sách cơ chế công cụ điều phối liên ngành liên vùng để bảo đảm tài nguyên biển và hải đảo được khai thác sử dụng hiệu quả duy trì chức năng và cấu trúc của hệ sinh thái nhằm phát triển bền vững kết hợp chặt chẽ với bảo vệ chủ quyền quyền chủ quyền quyền tài phán quốc gia của việt nam trên biển một thông tin đáng chú ý khác thưa quý vị, đi khai về báo đến nay đã trở thành thói quen của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi trước mỗi chuyến biển thì ngư dân kiểm tra kỹ các thiết bị bắt buộc trên tàu cá, đó là các thiết bị giám sát hành trình hay là máy định vị. Các thiết bị này phải liên tục bật để hàng ngày khai báo với trạm bờ và đánh dấu vị trí đánh bắt hợp pháp. Mỗi lần thả lưới, buông neo, chủ tàu cá đều ghi chép cẩn thận vị trí cũng như là sản lượng đánh bắt. Tàu cá sau khi hoàn thành chuyến biển thì vào các cảng cá được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Đông thôn định chỉ định để có thể bán hải sản. Và đến nay thì ngư dân của tỉnh Quảng Ngãi đã rất là chấp hành nghiêm túc các quy định như là lắp thiết bị giám sát hành trình, đi khai về báo, ghi chép vị trí khai thác khi mà ra khơi đánh bắt hải sản. Việc chấp hành pháp luật trong quá trình hành nghề của ngư dân góp phần chống khai thác bất hợp pháp, từng bước chuyển từ nghề cá nhân sang nghề có trách nhiệm. Bài viết được đăng tải trên báo VOV thực hiện đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp không khai báo và không theo quy định iuu các cơ quan chức năng của tỉnh quảng ngãi tăng cường kiểm tra kiểm soát hoạt động của các tàu cá nhất là các tàu cá có nguy cơ cao vi phạm iuu trước mỗi chuyến ra khơi các chủ tàu đều trình báo với cán bộ trạm biên phòng các thủ tục giấy tờ liên quan như giấy phép khai thác số lượng thuyền viên lực lượng bộ đội biên phòng cũng thường xuyên theo dõi các tàu cá hoạt động sau khi tàu xuất bến cho đến khi nhập bến Tỉnh Quảng Ngãi hiện có gần 4.300 tàu cá, trong đó hơn 3.000 tàu cá dài từ 15 mét trở lên đánh bắt xa bờ. Đến thời điểm này, 100% tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã được cập nhật dữ liệu và ứng dụng cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia. Toàn bộ tàu cá đã đăng kiểm thực hiện đánh dấu tàu cá. Tỉnh Quảng Ngãi xác định mục tiêu của chống khai thác IUU không chỉ là nỗ lực gỡ thẻ vàng, mà là mục tiêu lớn hơn hướng đến nghề cá có trách nhiệm phát triển bền vững.